xin chào cả nhà nha. Hân hoan chào đón cả nhà đã đến với kênh YouTube của Hoa Lan Như Ý. Thì hôm nay em ấy đã soạn ra một số siêu phẩm cho cả nhà mình cùng sưu tầm nha. Và đặc biệt cái video ngày hôm nay sẽ là những cái siêu phẩm sẽ có màu rất là sặc sỡ và rất là gắt luôn. Cái gam chủ đạo của màu hôm nay sẽ là màu đỏ và màu đỏ cam. Và đặc biệt em sẽ lựa những cái cây màu đỏ và màu đỏ cam hot nhất trong cái dòng tem luôn cả nhà nha, để lên chia sẻ cho cả nhà. Mở đầu cái video ngày hôm nay sẽ là một cái cây nói chung rất là được lòng người chơi. Và hôm nay em vừa mới lục được một vài cây nụ. Thì cái cây này số lượng nó rất là ít. Anh chị nào yêu thích thì nhanh tay alo cho em qua số điện thoại 0989 214 119, hoặc có thể nhắn tin qua Zalo cho em nha. Và Zalo của em cũng là cái số điện thoại đó luôn. Đây em sẽ lên cho cả nhà nha. Mặc dù là biết là bán cái cây này nó gói rất là cực luôn cả nhà. Tại vì sao gói rất là cực? Là về tại vì cây nó rất là to cả nhà nha. Đây là một cái lô hàng tác phẩm của nhà em. Nói chung là do cái hàng nhỏ kia nó sắp hết rồi cả nhà, cho nên hôm nay em sẽ lấn sân qua cái hàng tác phẩm. Em dám đảm bảo với cả nhà rằng cái lô này không đẹp thì sẽ không lấy tiền của cả nhà. Nó rất là đẹp và đẹp một cách xuất sắc nữa là khác. Đây là cái cây vu rồng. Hôm nay em có cây đang nụ cho cả nhà mình. À lộn, cây này là cây rồng Trung Quốc. Rồng Trung Quốc nha cả nhà, em nói lộn. Đây là một cái lô tác phẩm mà em đã ấp ủ rất là lâu. Như cả nhà đã biết, cái lô này thì em chỉ bán hồi năm ngoái. Và từ năm ngoái tới bây giờ thì em không hề lên nữa. Bởi vì là nó đã hết luôn cả nhà. Và gọi những cái cây này là bị cạn kiệt luôn. Thì cái lô này em sẽ lên chia sẻ cho cả nhà. Như cả nhà đã biết, cái mặt bông rồng Trung Quốc nó sẽ đẹp và nó sẽ sặc sỡ như thế nào. Những cái cây ở video ngày hôm nay sẽ không có cây nào mà gọi là cái màu không sặc sỡ cả cả nhà. Cây này em chia sẻ cho cả nhà, một cái cây rồng Trung Quốc nó đang đi rất là đẹp và thậm chí nó đang đi rất là nhiều hướng. Đây là một cái cây hàng xưa, hàng thuần vườn rồi, rất là đẹp, cho nên cả nhà cứ yên tâm mà chọn nha. Là một cái cây có măng và mầm rất là đẹp. Cả nhà thấy không? Em quay cho cả nhà xem từng cái mắt luôn. Một hướng nha cả nhà, đây là một hướng nè, hai hướng và ba hướng. Đây chỉ là những cái cây đang vừa ra, cây này nó đặc biệt ở cái chỗ là nó rất là khỏe. Nó vừa ra nụ nhưng nó lại có khả năng ra thêm mầm và măng luôn cả nhà. Cho nên đây là một cái cây cả nhà rất, đây là một cái cây cả nhà nên chơi. Thật sự đây là một cái câu mà em khuyên chân thành gửi tới cả nhà. Nó rất là nên chơi. Ở những cái cây khác nó sẽ có những cái cây là nếu như ra nụ thì nó sẽ không có sức nó nuôi măng nuôi mầm đâu cả nhà. Nhưng cây này nó sẽ đầy đủ những cái yếu tố đó. Vừa nuôi nụ nè, vừa nuôi măng, vừa nuôi mầm rất là ok luôn. Đó, cả nhà cứ quan sát. Ủa, cái chậu này nó rất là nhiều măng và mầm luôn nè cả nhà. Mặc dù nó đang nuôi nụ nhưng mà nó vẫn đẻ con chi chích. 450.000 cho cái chậu vua rồng nụ, á lộn, rồng Trung Quốc nụ này. Thì anh chị nào thích siêu tầm rồng Trung Quốc nụ, mời cả nhà nhanh tay nha. Hiện tại thì em chỉ có chắc tầm 2-3 chậu là nhiều thôi cả nhà. Anh chị nào muốn test bông, muốn ngắm bông thì mời cả nhà mình cùng lên đơn. 450.000 một cây nha. Đó, cây này gói rất là cực nha cả nhà. Tại vì sao? Tại vì rất là to, chiều cao của nó tầm 60. Đó, cả nhà cứ nghĩ một cây cáp mà nó có chiều cao tầm 60 là cả nhà đã biết cái mức độ to và mức độ dài của nó như thế nào. Cái bộ lá của nó là đẹp không tì vết, đẹp không chỗ chê luôn cả nhà, đẹp từng mm luôn, nó rất là đẹp. Anh chị nào yêu thích em mời cả nhà mình cùng lên đơn nha. Rồng Trung Quốc hoặc cả nhà có thể gọi là rồng Trung Hoa, hoặc nó còn có một tên nữa là Khun Mao Chen. Người ta gọi nó gói gọn trong phạm vi ba cái tên đó cả nhà. Tiếp theo, em có một cái mã đài này, thật sự rất là sơ sót luôn. Bữa trước á, em có lên hàng đài cho cả nhà mình cùng sưu tầm, nhưng em lại để sót một cái cây này lại. Đây là một cái cây màu đỏ củ dền nha cả nhà. Nó rất là đẹp, cây này là màu đỏ củ dền, cực kỳ đẹp. Và đây là một cái cây mà cả nhà có thể sở hữu nó, có thể sưu tầm nó qua một cái chậu rất là to như thế này. Cái này về cả nhà có thể tách chiết ra nhân giống rất là lợi luôn, cực kỳ lợi. Cây nào chứ cái cây này cả nhà mua về rất là lợi. Và cái bộ lá của nó nè cả nhà thấy không? Xanh đen luôn. Hàng này là hàng đài chính hiệu luôn cả nhà. Về cả nhà kiểm tra giùm em, trong chậu nó vẫn còn dớn là cả nhà biết là hàng đài chính hiệu. Và cái lô này là nhà em cũng nhập chung, trên thị trường người ta bán rất là nhiều cả nhà. Nhưng mà nếu với một bụi to như thế này thì sẽ không ai đem đến với giá 100, ai với giá 250. Nhưng nhà em sẽ bán và chia sẻ cho cả nhà với giá là 250.000 một chậu như thế này. Cây này thì nó sẽ đi rất là nhiều hướng luôn. Cả nhà thấy không? Nó đang đi rất là nhiều hướng. Cái này về mình tách chiết nè.
hoặc là về mình tách chiếc, mình đem mình cho, mình tặng gì đó, hoặc là mình trao đổi giống rất là ok. Anh chị nào yêu thích cái mã màu đỏ của dền, mã đài màu đỏ của dền này thì mời cả nhà mình cùng lên đơn 250 một cây. Và đơn hàng 3 cây em sẽ bao ship cho cả nhà. Nếu như mà mình có điều kiện thì mình có thể sắm một lần 3 cây thì em sẽ bao ship cho cả nhà nha. Tiếp theo sẽ là một cái cây. Cây này phải gọi là đỏ rực, đỏ cháy luôn cả nhà. Nói chung là em đã hứa ở cái đầu video là hôm nay em ấy sẽ làm một cái video về những cái gam màu khá là sặc sỡ. Và thật sự nó sặc sỡ thật luôn. Em có một cái cây thạc sĩ Red chia sẻ cho cả nhà. Hàng này là hàng trồng thuần vườn. Như cái cây này thì cả nhà ai đã từng theo dõi video của em, chắc có lẽ là cả nhà thấy không bao giờ em lên cái cây này đâu cả nhà. Bởi vì nó đâu có hàng đâu mà lên, đúng không cả nhà? Thì hôm nay trồng thuần cây đã ok, cây đã phát triển xanh tốt và đẹp rồi, em mới lên em chia sẻ cho cả nhà. Một chậu thạc sĩ Red như thế này, nói chung cây này thì cũng rất chi là ok và rất chi là tuyệt vời luôn cả nhà. Đây là mặt bông thạc sĩ Red. Nó là một cái màu đỏ tươi, lưỡi màu đỏ sậm, bông to, cánh dày và cánh chồng rất là sâu. Đặc biệt cây này mùi thơm rất là nồng nặc luôn. Em chia 250.000 một chậu thạc sĩ Red như thế này. Anh chị nào thích siêu tầm thạc sĩ Red, mời cả nhà mình cùng lên đơn. Ai mà gu màu đỏ, ai mà gu sặc sỡ thì em nghĩ là không nên bỏ qua cây này cả nhà. Cái này là hàng tồn tại vườn và hiện tại trên thị trường, ngay cả đi Nhật thì cũng sẽ không có cả nhà. Đây là những cây em trồng thuần đã ok. Anh chị nào yêu thích mời cả nhà mình cùng lên đơn. Bỏ qua cây nào chưa bỏ qua cây này thì tiếc nha cả nhà. Rất là tiếc luôn. Nó sẽ rất là tiếc luôn. Nói chung là 250 thì cũng là một số tiền khá là to. Nhưng 250 cả nhà dùng để mua một cây lan như thế thì rất là ok nha cả nhà. Bởi vì cái mặt bông nó rất là đẹp. Đây em đây nè. Em thích là những cái gu gam màu rất là nổi. Và đặc biệt cái cây nó về màu đỏ. Cái cây nào mà có chữ rét rét á thì em rất chi là thích cái cây này và rất chi là ghiền luôn. Ghiền từ lúc mà mới biết chơi lan tới bây giờ luôn á cả nhà. Tiếp theo em sẽ có một cái cây này. Sau cái cây thạc sĩ Red thì em sẽ có cái cây Nacon Red. Nacon Red là một cái màu đỏ cam. Đó, màu đỏ cam này rất là đẹp và rất là đáng chơi. Đặc biệt cái lô Nacon Red này là một cái lô rất là bự. Cây rất là bự. Nó bự hơn so những với cái lô trước em bán với cả nhà, và nó bự hơn gấp đôi gấp ba luôn. Anh chị nào thích sưu tầm cái cây Nacon Red này thì chốt giùm em. Nacon Red này em chia sẻ với cả nhà giá là 150, 150 ha anh, 150 hay 160 ta, 160.000 một cây Nacon Red. Đây cả nhà có thể quan sát bộ rễ nha. Cây em trồng thuần tại vườn và thực sự phải nói là nó rất là đẹp. Và cây này phải nói là một cái cây rất là khỏe. Cây này em trồng chưa bao lâu hết cả nhà. Chia sẻ thật sự với cây này với cả nhà luôn. Cây này là em trồng thuần chưa có bao lâu hết mà rễ nó đã ấm chậu. Nè, em xách cái cây cho cả nhà xem luôn. Rễ ấm chậu rất là ok. Đây là một trong những cái cây, nó về màu đỏ thì nó có cái gen rất là mạnh. Và cả nhà trồng nó rất là nhanh đi rễ nha. Cực kỳ khỏe luôn. Bộ lá của nó cũng bao đẹp. Nói chung là cái video ngày hôm nay em lựa toàn là siêu phẩm để chia sẻ cho cả nhà. Và đặc biệt tất cả những cái mặt bông ở video ngày hôm nay đều bị giới hạn, có nghĩa là số lượng rất là ít cả nhà nha. Cả nhà yêu thích thì em mời cả nhà mình cùng lên đơn. Nó rất là đẹp và rất là đáng chơi luôn. Đôi khi cả nhà biết sao không? Nếu như mà cả nhà xem được cái video của em, cả nhà thích thì cả nhà cứ alo liền cho em. Thì nếu như mà em còn hàng em sẽ chia sẻ cho cả nhà. Nhưng nếu như mà hết thì hẹn cả nhà. Hẹn thì em hẹn khi nào có em sẽ báo lại cho cả nhà và em sẽ chia sẻ giống cho cả nhà. Có những cây em rất là muốn nhập về bán như cả nhà, nhưng mà thực sự bây giờ nó không có giống thì làm sao mà mình nhập được, đúng không cả nhà? Cho nên nhiều, bởi em hay nói cái câu là nhiều khi mình có tiền mà mình còn không tìm được một cái cây lan mình ưng ý nữa là như vậy á cả nhà. Mặc dù cái video ngày hôm nay em làm hàng giá, có những cây giá nó tầm trung là 300-400 tới 400-500. Nhưng tại vì sao nó lại 300-400 tới 400-500? Những loại đó lúc trước em cũng có bán loại nhỏ chỉ tầm 100 mấy thôi cả nhà. Nhưng những cái này là đa số toàn là chậu to, chậu tác phẩm của em thôi. Cho nên là em mới bán 400-500. Nói nghiêng về cái phần đó, lúc nào mà cả nhà mua một cái chậu to thì cái phần lợi lúc nào em cũng đưa về cả nhà. Nói chung em sẽ cân nhắc và tính toán làm sao có thể tiết kiệm và có sẽ để một cái cây lan tới tay cả nhà một cách rẻ nhất luôn đó. Tiếp theo em sẽ có một cái cây màu vàng. Đây, cây này là cây hắc gia nè cả nhà. Cây này là một cái cây hắc gia, cái cây nổi tiếng đình đám một thời luôn. Hắc
da này thì em có chia sẻ cả hàng to và hàng nhỏ. Hàng nhỏ thì em cũng có chia sẻ, hàng nhỏ thì giá nó sẽ tầm 150 tới 180. Hàng to thì nó sẽ tầm 250 tới 300, nó tùy theo size cả nhà. Và ở trên đây cái video này thì em sẽ báo tất cả các size để cho cả nhà mình có thể cân nhắc tài chính, mình có thể chọn cây giống hoặc là chậu tác phẩm. Nói chung là cỡ nào, riêng cái cây hát da này thì cỡ nào em cũng có để đáp ứng nhu cầu cho cả nhà mình chơi hết á. Cho nên cả nhà mà muốn mình sưu tầm được những cái mặt bông độc lạ đẹp nhất thì cả nhà nhớ đăng ký kênh YouTube em và chia sẻ kênh YouTube em nha. Để một khi mà em mới có up cái video nào, những cái hàng mới lên đó thì cả nhà có thể tham khảo. Thế nếu như mà mình thấy ưng thì mình có thể sưu tầm, còn không ưng thì mình hoan hỷ mình bỏ qua. Rồi nhiều khi mình mệt mệt, mình coi một cái video về lan thì mình cũng cảm thấy là khá là thư giãn luôn cả nhà. Hát da, đây là một cái cây mà em hay giới thiệu với cả nhà. Những cái dòng like á, người ta hay đem cái cây hát da like với cây này cây kia, là nó nè cả nhà. Đây là nó nè, rất là đẹp. Cây này mặc dù là em mới trầm thuần thôi nhưng mà bông nở rất là ok nha. Những cái cây này mà cả nhà chụp mà có nắng nữa thì nó sẽ lên cái màu vàng, nói chung là sáng lắm cả nhà. Đây là một màu vàng rất là sáng và rất là trong, không có nắng mà cả nhà nhìn còn phải bị ghiền nữa đó, huống chi có nắng cả nhà nha. Rất là đẹp luôn. Rồi, tổng kết video, em sẽ làm video tới đây. Hy vọng rằng là cả nhà có thể sưu tầm được những cái mặt bông mà mình yêu thích. Một trong những cái mặt bông ngày hôm nay thì em vẫn nhấn nhá rằng đó là những cái mặt hàng có số lượng rất là ít, cho nên cả nhà yêu thích thì em mời cả nhà mình cùng nhanh tay sưu tầm nha. Rồi, bye bye cả nhà và hẹn gặp lại cả nhà ở những video sau. Chúc cả nhà sẽ sưu tầm được một cái mặt bông mà mình ưng ý, mình yêu thích nhất. Bye bye cả nhà nha.